huấn hoa hồng nhắn nhủ cực căng sau khi con gái về nhà hé lộ chuyện bị bạn xấu rủ dê bỏ nhà đi gây xôn xao mạng xã hội sau khi thông báo con gái mất tích không tìm thấy huấn hoa hồng mới đây đã chính thức lên tiếng sau khi con gái trở về nhà an toàn vốn không hề mất tích qua lời nói có thể thấy con gái huấn hoa hồng thực chất bị bạn xấu rủ dê đi chơi nên mới tự bỏ nhà đi trên trang cá nhân huấn hoa hồng đăng tải hình ảnh cùng con gái bùi trà sau nhiều ngày thông báo cô bé đã mất tích sau đó huấn hoa hồng viết không được rủ con gái bố đi chơi nữa nhé mấy ông con rể có thể thấy con gái huấn hoa hồng hiện đã về nhà an toàn cô bé cũng không hề mất tích như thông báo gây xôn xao trước đó mà thực chất chỉ bỏ nhà đi chơi với bạn bè trước đó trong livestream vừa qua của vợ huấn hoa hồng dân tình cũng được một phen ngỡ ngàng khi trông thấy sự xuất hiện của bé cha cô con gái mà huấn hoa hồng thông báo mất tích những ngày qua ngay sau đó vợ huấn hoa hồng cũng cho biết đã tìm được con gái cha về nhà rồi nha mọi người ai mà nghĩ nhà mình đang diễn thì cứ nghĩ đi trà vừa mới về thôi bữa nay mới chịu về về ngầu lắm về một cách ngầu đét luôn con gái thầy huấn mà được biết, Huấn Hoa Hồng từng treo thưởng 100 triệu cho ai kiếm được con gái mình. Trên livestream của mình, nam youtuber lộ rõ vẻ lo lắng, chia sẻ rằng bé tự uống rượu, ăn chơi với bạn bè, sau đó bỏ nhà đi luôn. Những ai có thấy con mình ở đâu, dẫn mình đến, mình sẽ gửi tặng 100 triệu cà phê. Đây là lời cảm ơn chân thành của mình. Hoặc em thấy trà ở đâu, cứ báo công an phường, dẫn đến đó anh sẽ gửi tặng ngay. Nếu anh không gửi tặng em 100 triệu thì anh không phải là Huấn Hoa Hồng. Vào chiều ngày 7 tháng 5 vừa qua, mạng xã hội xôn xao trước bài đăng tìm con của Huấn Hoa Hồng. SOS, con gái tôi mất tích. Ai thấy cháu ở đâu xin báo cho công an nơi gần nhất hoặc liên hệ tôi qua số điện thoại sau đó bùi thu trà cô con gái mất tích của huấn hoa hồng cũng bất ngờ đăng tải clip trên trang cá nhân thu trà khẳng định bản thân đang rất ổn không phải bị bắt cóc hay cần cầu cứu như những thông tin lan truyền chia sẻ về lý do bỏ nhà ra đi con gái huấn hoa hồng nói thời gian qua mình bị áp lực từ phía gia đình và những vấn đề khác nữa và đã khiến bố hiểu lầm mình khiến mình tủi thân và bị mất phương hướng chưa tìm được cách giải quyết nên bây giờ mình cần thời gian yên tĩnh một mình để suy nghĩ thu trà bộc bạch thêm mình biết bố rất lo lắng cho mình nhưng hiện tại cách giải quyết của bố đã đẩy mọi chuyện đi quá xa khiến cộng đồng mạng có những cái nhìn khác về mình, ở phần chú thích của video con gái Huấn Hoa Hồng cũng mong bố mẹ thông cảm cho cô, sau đó trong livestream của mình, vợ Huấn Hoa Hồng Phạm Thị Ngọc Linh bị nhiều người chỉ trích vô tâm, khác máu tanh lòng khi con gái mất tích mà vẫn livestream bán hàng, vợ Huấn Hoa Hồng thẳng thắn đáp trả, không ngại thừa nhận bản thân là gì ghẻ nên sống ác, tuy nhiên trong livestream sau đó, cô bất ngờ bật khóc cho biết bản thân phải cố gắng bán hàng vì nợ nần. Đây là lần đầu tiên mình khóc trên livestream, mình đến bây giờ vẫn đang phải kiếm tiền trả nợ. Mọi người đừng nghĩ em không nợ nha, nợ rất nhiều luôn, nên dù có chuyện gì mình vẫn phải bán hàng, nhân viên thì rất là đông. Còn ai không thích thì đừng có xem, ngày nào cũng bán hàng rất mệt. Mà nãy giờ mình đọc quá nhiều bình luận tiêu cực đi, mọi người nói mình khát máu tanh lòng, con mình sai thì mình còn đánh được, dạy được, nhưng khi mình chỉ là gì ghẻ thôi thì sao mình dạy được, trong khi bố mẹ ruột còn chưa dạy được thì mình là cái thá gì nên đừng nói thế nữa về việc lấy con gái ra câu view huấn hoa hồng cũng đã lên tiếng nói rõ huấn hoa hồng là cái tên ai cũng biết rồi anh không cần giật tít câu view để làm cái gì bây giờ con mình lớn rồi mình không dám nói lớn sợ con giận dỗi này nọ có tìm về được một lần rồi lại có thể bỏ đi tiếp hoặc giờ các bạn đẻ con con rơi vào cái tầm 15 đến 17 tuổi đi sẽ biết rất đau đầu trên tiktok của mình có rất nhiều bạn trẻ cũng biết rằng ở độ tuổi này khá ngang dễ bị bạn bè xúi dục rủ dê cái bố cái mẹ mình đã đăng tìm con trên mạng rồi mà biết vẫn bao che chứa chấp thì không thể trách mình được